và như vậy thì cái phần thiết kế của chúng ta giả sử như chúng ta có một cái thiết kế như thế này và thầy đang sử dụng để mô phỏng cái phần thiết kế và chúng ta chạy nó như vậy thì khi các bạn chọn với trên cái giao diện của iPhone thì khi các bạn chạy các bạn thiết kế được những gì thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế như vậy thì ở chỗ này của mình đối với lại cái màn hình của mình ở đây mình thiết kế cái góc này nè Đó, nếu mà nó bo góc là mình phải bị mất cái góc ở dưới này và khi mà mình bị mất góc thì các bạn chú ý ở chỗ này thì các cái biểu tượng và các cái chữ của chúng ta sẽ làm sao tránh cái góc này ra đây là hình ảnh thực tế khi mà nó chạy lên cái iphone tránh góc ra và cái tiếp theo và các bạn nhìn thấy ở đây khi mà thầy click chuột vô cái ảnh này chẳng hạn thì nó sẽ hiển thị lên một cái menu nhỏ đúng không một menu nhỏ nếu trong trường hợp thầy chọn vào cái nút delete thì nó delete cái ảnh của chúng ta delete cái ảnh của chúng ta như vậy ở đây chúng ta đang thiết kế ở trên Figma thôi chúng ta chưa cốt, chưa làm gì hết nhưng mà nó đã mô tả được cái hoạt động của một cái ứng dụng, một cái hoạt động của một website. Vậy thì làm sao mà mình làm được vấn đề này? Làm sao mà mình lấy chuột vô thì nó lên một cái menu nhỏ. Rồi làm sao mình lấy chuột vô chữ delete thì nó lại xóa cái hình của chúng ta đi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ À, ở đây thì giống như là một cái tiểu xảo tiểu sảo thì cái đó chúng ta gọi là prototype prototype bình thường chúng ta sẽ chọn design ví dụ mình chọn cái này thì nó ra để mình design mình chọn cái cung thì nó ra để mình design rồi. hello các bạn có theo dõi kịp không kịp không nè kịp không rồi như vậy thì mình đã có được cái màn hình đầu tiên ha có cái hình và mình có một cái menu khi mà thầy click chuột vô cái hình này thì nó chạy ra cái menu đúng không nào như vậy cái đó chúng ta gọi là prototype prototype và chúng ta chọn qua cái prototype các bạn sẽ thấy đây cái hình của thầy À, thầy bỏ cái này luôn delete cái prototype này luôn chỗ này delete luôn coi như là chưa có gì như vậy chúng ta mong muốn rằng khi click chuột vào đây thì nó hiển thị một cái menu nhỏ thì trước tiên bạn phải thiết kế cái menu đó ở bên ngoài đối với lại một cái menu thì chúng ta cũng insert một cái frame bình thường ha nó giống như là mình insert một cái iPhone iPhone là do nó có cái size cho trước cái size cho trước mình chọn cái size còn nếu bạn không chọn size nào cả bạn click chuột ở đây thì nó ra cho mình một cái frame iPhone 16 Plus và cái frame này là giống nhau vai trò giống nhau frame 1, frame 2 giống nhau được chưa như vậy thì trên cái frame 2 này mình có thể sử dụng. Ví dụ bây giờ chỗ này thầy sẽ thêm một cái chữ cho cái frame 2. Thầy thêm cái text vô đây. Thầy để là quay về. Quay về. Đó, quay về quay về là quay về trang chủ đi ha quay về trang chủ còn sau này mình làm thực tế thì nó khác nó sẽ đi vào cái nội dung chính còn mình là mình cứ làm ví dụ thôi như vậy thì bây giờ thầy giả sử thầy đưa lên cái kịch bản là khi click chuột vào đây click chuột vào cái hình này thì nó sẽ hiển thị cái menu này và khi nó hiển thị menu rồi, mình nhấn delete thì thực chất nó không delete cái hình này đâu mà nó nhảy qua cái màn hình này. Mà mình không còn nhìn thấy nữa thì coi như delete rồi. Đúng không? Và trên màn hình này thì khi thầy click chuột vào màn hình thì nó sẽ hiển thị cái menu quay về. Và thầy click mini quay về thì nó về cái trang trang chính iPhone 16 Plus 1. Kịch bản là vậy ha. Bây giờ mình sẽ thực hiện nè click chuột vào đây. Trong cái prototype các bạn sẽ chọn dấu cộng hoặc là chọn ở đây cũng được. Thì nó sẽ hỏi rằng mình sẽ làm gì. Trong này nó nói là clap. Click chuột xuống. Click chuột xuống. Hoặc là giữ kéo. Hoặc là đang giữ. Hoặc là bấm. Hoặc là nhấn phím mình muốn làm gì? hoặc là mau enter mau leave rời khỏi cái hình hoặc là down up này là touch tất là cái chuột trên bàn phím máy laptop chẳng hạn thì mình chọn là tap click chuột thả như vậy khi click chuột thả thì hành động là gì hành động của mình là hiển thị open overlay là hiển thị một cái hình khác chồng lên phía trên. Như vậy hiển thị cái gì? Mình chọn hiển thị frame 1. Đây, frame 1 của mình là cái này. Nó sẽ hỏi rằng hiển thị ở đâu? Mình có thể chọn center là giữa cái màn hình frame của mình hay là mình chọn left, center, right, top là phía trên nó đang chọn là top left mình có thể chọn mineral mình kéo thằng này xuống đây Đó, nhìn cho nó chiêu chiêu tí xíu thực tế rồi mình làm cái hành động đầu tiên hành động thứ hai đối với delete mình cũng tương tự mình chọn đây thì nếu như nhấn delete thì nhảy đến ha negative 2 nhảy đến nhảy đến cái gì? Nhảy đến iPhone 16 Plus 2. Ok, iPhone 16 Plus 2. Và tương tự như vậy, khi mà click chuột vào cái iPhone này prototype. Click chuột vào iPhone này thì sẽ làm gì? Thì sẽ show cái overlay này lên. Cái frame 2 Center và chọn đóng khi click outside click ở bên ngoài thì đóng được chưa rồi tương tự như vậy mình kiểm tra lại cái chỗ này coi rồi close khi click outside nếu quay về thì đối với cái chỗ này mình sẽ chọn prototype cho nó negative 2 và nhảy đến nhảy đến đâu nhảy đến cái iPhone một quay trở về rồi như vậy thì mình sẽ thử xem một cái vòng này mình sẽ trình diễn cái gì và mình chọn ở đây nó có hai dạng một là bạn review là bạn vẫn thấy cái phần sai và bạn vẫn thấy cái màn hình để mà mình nhìn cơ bản chọn ở đây nó đã hiển thị được menu, chọn vô đây, nó đã nhảy qua, lít chụp bất kỳ, nó chọn quay về trang chủ, về đây. Như vậy thì cái menu của mình, cái hành động của mình cũng tương đối là đúng ý. Như vậy bây giờ mình sẽ chọn một cái là present, trình diễn, nó sẽ nhảy qua một cái trang khác, đây là cái trang thiết kế và mình chọn Gend. nhảy qua một cái trang khác hoàn toàn. Và đối với lại cái trang present này các bạn chỉ thấy cái màn hình của mình thôi, không thấy cái phần thiết kế. Không thấy phần thiết kế. Và ở trong này thầy sẽ chọn lấy chuột vào đây. Nó hiển thị chọn delete nó nhảy ra. Thầy lấy chuột vào một cái khoảng trống, nó chọn quay về như vậy mình đã hoàn thành cái bài tập của mình Đối với một cái yêu cầu đơn giản Và khi các bạn đã có được cái present này rồi Thì các bạn có thể share cái present này Share cái prototype này cho mọi người Như vậy thì mình thiết kế Nhưng bạn của mình sử dụng cái uh, nội dung này Để trình diễn với khách hàng Hoặc mình thiết kế lúc này Nhưng khi mình gửi cho khách hàng thì mình không gửi cái bản thiết kế mà mình chỉ gửi cái bản prototype này thôi thì khách hàng của mình thử tham khảo ở trên này. Ví dụ ở đây mình đang cho mọi người có quyền view và các bạn sẽ thử vào xem cái phần của thầy đã làm, phần của thầy giới thiệu xem các bạn thấy được gì ở trong cái phần này.